dối mà gian. Ghé vô đây tôi có luộc mấy con tôm càng, với mấy con cá lóc nướng tôi mấy miếng mực nang đậu phộng rang. Vô đây là cái chai rú đế rồi mình kể câu chuyện rất tình tình tan. Anh Tư còn nhớ ngày xưa không, bé Út con ông Tuấn hay thường cũng anh tắm mưa. Giờ đây nó rủ anh nhậu được rồi nè, coi vậy mà nhanh quá anh Tư, anh nhớ không? Chiều hoàng hôn đâu, chỉ mới có hai câu là mặt đỏ luôn rồi. Biết em thích một bóng tím.